con ở trong đây vẫn khỏe, mong ba mẹ đừng lo. Em đi làm á, là em đi ngoài đường á, thì em thấy nhiều người người ta đi mua sắm với lại đi chơi với gia đình, thì mình cũng rất là muốn về quê. Nhưng mà gia đình em cũng có một vài chuyện nên là thôi, quyết định nó lại em sẽ lại làm Tết ở trong này. Rất là vui, tại vì không khí Tết cũng sắp về, sắp tới mà mình lại được tham gia những cái hoạt động này, nó làm cho thấy rất là vui và đỡ đi phần nào cái tâm trạng, cái nỗi lòng xa nhà của mình. Tất nhiên là có chạnh lòng vừa có tuổi thân khi mà mình thấy mấy bạn cùng trang lứa mình về nhà sum họp với gia đình, được quay vào, được đón Tết, đón giao thừa với gia đình mà mình lại ở một nơi xa nhà, xa quê hương, cách gần 1000 cây số để đi làm này kia. Mình đi làm, mình thấy em đi làm Tết năm ngoái là em đi làm phục vụ cho nhà hàng Tết đó, và cũng có 27, 28 nhiều gia đình người ta cũng tổ chức đi ăn tiệc cuối năm, là mình thấy ta quay quần bên nhau ấm cúng, em thấy